Bắt đầu một ngày mới ở Ba Vì Sơn Tây. Hiện giờ thì chú giáo Đồng Hải giao trong một cái quán bún để ăn sáng. Quán bún đây rất là đông, đông khách lắm. Chắc lại phải đợi xếp hàng. Quán rất mộc mạc thôi nhưng rất là đông khách. Có thể là quán này ngon nên chú cháu về nhà mới rẽ vào đây. Đây bữa sáng của chú cháu Đồng Hải đây mọi người ạ. Mình thì ăn xuất vang và cháu Xính thì ăn bún lòng. Đồng Hải và cháu Xính mời tất cả quý khán giả trên kênh cùng ăn với chú cháu mình. Đây mọi người ạ, thì hôm nay Đồng Hải cũng rất là vui đến hai chú cháu vào trong quán bún này để ăn, để lại gặp khán giả trên kênh. Thế là chú cháu Đồng Hải hôm nay được ăn miễn phí và cháu Xính là còn được anh tên gì nhỉ em? Em Thắng. Em Thắng ở Sơn Tây này, em tặng quà cho cháu Xính nữa, bởi vì rất quý cháu Xính có nghị lực. Thôi thế là chú cháu tớ cảm ơn mọi người nhé. Chị xin phép đi trước. Được ở Sơn Tây thì chắc được một ngày, mai cho cháu đi Hà Nội đi thăm lăng em biết đi. Chắc không chỉ một lần đi đây chứ không có lần thứ hai nữa. Để cháu. Đây các bạn ạ, hôm nay Đồng Hải lại được đến vào cái công ty sữa gì nhỉ anh nhỉ? 6 triệu công ty sữa Vinamilk. Đây là công ty sữa Vinamilk của chủ là Thắng Thủy. Đây, đây là cái cơ ngơi, cái chòi rất là xinh của bác Lũy. Đây, trông như nhà sàn của bác Hồ ấy chứ. Đây bác làm bảo vệ ở đây. Thế này thôi, bây giờ là bảy mấy tuổi như này là tuyệt vời rồi. Đây, đây là bác Lũy đây. Xin chào. Đấy thì hôm nay cháu Xính đến đây và vừa xong cũng gặp giám đốc của doanh nghiệp và tư nhân này. Đây, giám đốc thấy cháu Xính là còn tặng sữa cho con cháu Xính và lại còn cho tặng cho cháu Xính thêm được 500.000 nữa. Đấy, rất là tuyệt vời. Phải nói là công ty đây thì cũng cái mức độ lương cho công nhân ấy và việc làm của công nhân đây thì rất đảm bảo, ổn định công việc và công việc không có gì là nặng nhọc. Đây là công ty tư nhân chạy đấy. Đấy thì ở trong này thì chuyên sản xuất và chế biến ra các loại sữa thành phẩm. Ở dưới này thì cái cỏ là bạt ngàn, nhà chỗ nào cũng cỏ. Vâng, cái hôm vừa rồi em đi qua cái vùng sữa của Chum Miu ấy, ở trong Hệ An ấy, nó rộng nhưng mà kiểu đó nó là cả một thảm đều này, nhìn nó mà nó thích lắm. Bên kia nó có 7 ha để làm nơi du lịch. Dạ. Du lịch sinh thái. Không, ở bên này chơi dưới này thì có nhiều chương trình lắm. Và dưới này thì phải nói nhiều các đại gia, nhiều chương trình lắm. Hiện giờ thì chú cháu Đồng Hải đã đi theo bác Lũy về đến nhà của bác rồi. Bây giờ là giáo sư đang truyền đạt cho cháu Xính các cái phương pháp về ong. Mưa này nó không cắn đâu nhỉ? Không, chứ gần sợ lắm. Đâu con chúa đâu cơ? Đấy, con đầu chúa đấy. À, nó đít nó to hơn. Đấy. Không phải nó to hơn mà nó thân nó dài hơn người, nó lực lắm. Thế mà coi như thế là bắt được tổ ong. Thì cái này rú bỏ hết cái phần này đi. Thế là cho vào. Cho sang thùng mới. Đấy. Đấy, sư phụ. Cháu là phải có được hai đàn ong như thế này. Đấy, giữ đấy. Nó cắn rồi à?
Đấy. Thế mình chạy ra chỗ khác đây. Ông như thế này. Hai người kia chiêu nhá, tôi không chiêu đâu nhá. Cắn là cắn hai người kia thôi. Ôi giời, nó bâu đây người của bác rồi kìa. Nó cắn rồi à? Ôi, nó cắn nó nhiều rồi kìa. Rồi mình đi tránh chỗ khác thôi. Sao không đau? Kìa nó bâu đầy người ông kìa. À. Ông ở vườn có cây lá sung này để ăn ăn ghém rất ngon đây. Đấy, vườn cây thích thế, hoa quả. Quay cái gia đình đây xem nào. Thì ra hôm nay trận mưa đi. Vâng. Đi xuống đưa cả trận chính xuống thăm cả trận dưới này. À đi. Chạy dưới này. Bây giờ chạy ông dưới này đó. Không, chạy bò. Chạy rồi gà, đủ các thứ. Còn dai ở. Đây này, nhà ông có dạng chè xanh hay thoải mái này. Chè sắp tuyết này. Chè này là chè sạch rồi. Rồng hồng, rồng nhất. Đây rồng cả sim kìa. Rồng cả sim thì bây giờ trên đồi đây rồi làm cái sim ở chỗ lán chỗ có nhiều. Có. Trên nhà chính là có cái cỏ này này. Có cỏ tím có. Tím này là bỏ rồi bỏ hết. Chứ nhà chính có cỏ tím mà. Nhưng mà cỏ tím không nên à? Tím không nên. À. Có một thùng ong đây đó bạn. Đây đây một thùng đấy. Thôi. Nó thế nó tự tách ra. À nó khắp về nữa. Hôm nay là chuồng lợn hay sao chứ? Ai à, ô bây giờ nuôi thỏ. Cả rắn à? Ai. À, nói rắn ở dưới Phúc Thọ nhà hay bị cắt ngón tay. Ủa đây. Đây là bò sữa ấy chứ anh? Cóc rồi. Đây cái đàn. Đàn này thấy chưa? Này. Nhìn đáng yêu nhỉ. Thỏ cũng hợp đây. Đúng rồi. Nó ăn không phải va phạm kinh tế. Nó cũng có nhưng mà ít. Nó có ăn thóc không nữa? Thóc ngô khoai sẵn. Ăn hết à? Thơm tí. Đấy. Gì nhỉ? Chú mà ở dưới mà xuồng này nhưng mà còn nhiều gỗ hơn trên nhà cháu. Cái thùng này cháu biết không? Cũng mang từ Lạng Sơn về thế này. Ê, cái thùng này là thùng ngày thùng xưa là thùng đã đựng. Nhưng mà thùng gỗ chứ hay là không phải chứ? Thùng gỗ đựng thóc mà. À, thế à? Để muốn xong. Ôi, trước ngày xưa mà chuyển này thì chết tiền cước. Chuyển xa hai xe ô tô mà. Đấy cái nhà trong này để đầy. Nhà để hoang hết rồi. Đầu tiên là ở đấy. Vâng. Bây giờ đất quá rộng. Bao nhiêu tháng để một lần nhà chú nhỉ? Coi như thế là nó đi nó đẻ được một tuần lễ thì nó đi giống. Đi giống thì chừa 2 tháng. Lại không, để không đến 2 tháng nhỉ, lại có nhanh nhỉ. Đây là khu vực nuôi bò của bác Lũy đây. Bò to nhỉ, bò này con kia sứa có đầy ăn đấy, có nhiều sứa ăn đấy. Ôi được ăn đi thoải mái đấy. Đấy, xe còn bò vừa bán một chất hơn một cái còn cái. Thế nào? Ông ngoài kia con bò con sao kìa? Đấy, bò con đấy. Thắt cái mũi nó chặt hết. I O P Plau Chi Chậu Chùa Sa Dĩ Cậu. Bò to đấy, bằng con chó đực. Như con voi thế này. Con này mang một con về thả cho mình thế nhỉ? 10 con.
cái bò này mà nuôi từng này con thì có mà nếu mà làm hầm bioga tha hồ đun đấy, bioga đây à về có vẫn vâng xây xây thứ hai ở cái nông trường này. Ngày xưa là xây quấn bằng gạch gì? Đấy, quấn bằng gạch đấy. Và cái gạch xây bioga này không đơn giản nhá, người ta phải xây bằng vữa ba ta chứ không xây bằng xi măng cát đâu, xây vữa ba ta. Xi măng cát đấy nhỉ? Không gì cả. Nhưng mà người ta xây cái thì nó nhưng tốt mà hơn. Gạch là phải vâng, gạch đặc. Gạch phải gạch đặc mà gạch phải ướt. Vâng, gạch đặc không bao giờ xây vữa ba ta thì nó có nghĩa là nó trộn nó nở hết rồi ấy. Thì nó sẽ tốt hơn là xi măng cát. Nó quấn vòm. Trước xuống dưới Hải Dương cả cái khu dưới kia người ta xây xe máy rồi để vứt đống này bằng xe 82 hẳn thôi. Cái này ông Lũy giàu quá. Cỏ cho bò đây, đây gọi là bò chứ không phải là trâu, thằng này cứ trâu. Bao giờ thì vắt một lần, vắt một sáng vắt rồi chiều vắt này, những ngày nào vắt là xong là mang lên cái nhà đấy rồi nó làm chế biến ra cái sữa. Ngày vắt hai lần ra chứ. Nhưng mà lúc vắt là phải vệ sinh lúc, chuồng trại này chứ. Lúc chưa vắt là dọn chuồng hết. Vâng, dọn sạch sẽ hết đi chứ. Là máy xịt. Nhưng mà có vẻ hơi gầy sao này con này. Bò sữa là thế đâu ạ. À thế à? Các bạn mình vắt sữa liên tục ấy nhỉ? Không, nó lại béo quá lại không có sữa mấy. À. Thế là xong là phải tắm cho bò thật sạch. Vâng. Thế là lấy khăn lau vú rồi khô. Xong rồi lấy máy vắt. Lấy máy chụp vào vắt. Vâng. Ui, đất để gần như là đất hoang này, bao nhiêu này. À, thế bây giờ thì các cháu nó ở chỗ nào? À bên này. Vâng. Đây là 10 con bò này. Đây là một ngày cắt nhiều cỏ đấy, đấy. Không ít đâu. Nay phải đi mua thêm chứ. À thế đi. Ba con này bắt đầu. À bên này thế là. Thế là 12 con rồi gì nữa. Hôm nào mình mang một con này về vắt sữa nhà mình ấy. đem con to kìa. Cưỡi từ đây về luôn. Không. Ừ. Phải luôn, cháu nhìn cháu biết rồi. Không phải. Phải đấy. Cái sim thật. Sim về đây. Sim giống ấy chứ. Ui. Hey, xin chào. Chào anh á. Là cái chó nha. Cắn thằng đi sau ấy, thằng có gậy ấy. Kiểu cái sim hoa đẹp thế kìa. Đây này, thanh long người ta để người ta rồng gần như hoang hóa nó như thế này, tây không chăm. Đây này. Ô, cái sim này rồng để làm gì vậy? Lấy quả. À thế, để ngâm rượu à? Đấy. Có không? Ấy, thế thì tí. Vâng, tí nữa ăn luôn. Em chỉ khoái mỗi hoa quả thôi, chứ còn ong ấy ước em không thích. Đây là à, đây là con trai của bác này. À thế à. Thế là coi như là tiếp quản cả khu vực này thì nữa. Hôm nay đi tham quan nhà ông đi. Thế là có mỗi hai vợ chồng là cứ ở nhà chăn nuôi bò này à? À xin chào. Con dâu của bác Lũy. Cây này cây mai sao chứ phải không? Đấy. Đấy. Mai vàng, nhưng mà nó Tết có mình có cho nó ra hoa được không? Được ạ. Đấy, bây giờ. Vâng. Cái mai này là cũng là cầu kỳ phết đấy. Trên Lạng Sơn lấy giống này này. Hồng Lạng Sơn đấy. À hồng Sơn, hồng không hạt đây à? Cái hồng xứ Lạng. Xứ Lạng Lạng Sơn. Đây ông rồng. Đúng là nhiều đất đủ thứ.
Cây này là cây gì bà? À, sơ ri có quả không? À đây này, sơ ri này. Đây đây quả này. Có nhiều phết, hơi chua chua phải không nhỉ? Quả sơ ri họ vẫn bán ngoài ở trong miền Nam ấy. À, mày xong với tao rồi, sơ ri ơi, hai em nữa. Quả này ở trong Nam họ bán nhiều, chứ ngoài này mình trồng rất ít cây trồng lắm. Có nhiều giống cây trồng ngoài này không có quả, chẳng hạn như cây sầu riêng là trồng không ra quả hay sao ấy. Ngon. Đây cây sim đẹp quá mọi người này. Cái này là một đến vụ nó nhiều, cũng nhiều quả chứ nhỉ bác Lũy nhỉ. Dạ. Bẩn có thì em vặt. Mấy khi được ăn sơ ri ở miền Bắc. Bây giờ sai chứ nhớ không ít đâu. Không mới nào được. Lấy quen đi chỗ. Vâng. Đây cho chúng nó chỗ. Để em vụt ra. Nát thì tại số. Em thì chỉ là sống bằng hoa quả thôi. Có thể ăn hoa quả trừ cơm mấy ngày. Nói thì nghe họ thấy sẽ thấy tưởng là nói đùa. Ô cái hoa này giống như kiểu hoa lá ngón này này. Hoa vàng này. Hoa giống nhỉ? Giống nhưng mà không vải. Có một vụ quả vải Lục Ngạn ấy. Mà một mình em ăn hết quãng độ một tạ rưỡi. Có cái ăn trong một vụ ấy. À, thế bên lấy luôn ạ. Dạ. Bên lấy luôn ấy, gửi lên. Ở trên kia dòng đầy. À. Kiểu là cái giống ý. Vâng. Ông Hải đi làm này cứ khuyến khích bà con ở trên vùng cao người ta trồng cây gần nhà. Ừ. Để lấy quả ăn mà. Kia là cái mít nữa đấy. Em mới chạy. À vâng vâng. Có chín rồi gì? Hôm qua ba vụ chín rồi. Rồi em. Hôm nay thì đồng Hải sẽ đích thân đi vỗ mít. Quả này. Quả này chín rồi chứ. Đâu, quả trong. À. Bụp bụp. Vâng, có vẻ là. Vâng vâng. À thế à. Rồi, bây giờ thì sẽ tắt máy để vứt quả mít này. Chiến em nó. Đây mọi người ạ, ở đây thì bác Lũy có cái khu vườn nhưng mà bác không để trống tí nào. Rất nhiều các loại cây ăn quả. Mít này, xài chĩu, bưởi và rồng tương đối nhiều những cây sim. Những cây sim này là mọi người sẽ để đến mùa ta hái quả và để ngâm rượu. Để làm thuốc. Rất là tuyệt vời. Chẳng có cái thứ gì mà không có. Dứa rất là nhiều.